Hello anh em, hôm nay thì nhân một ngày cuối năm trước khi mà bước sang cái năm 2023, năm gọi là Tết Tết âm lịch thì bây giờ cũng gần Tết rồi thì cũng là gọi như là ngày gọi là toàn dân dọn dẹp nhà cửa, thì mình cũng như là gia đình mình cũng như là bao gia đình khác thì sẽ rất là vất vả trong cái việc mà dọn dẹp nhà cửa, rồi quanh năm cũng ít khi mà có được các cái đợt tổng vệ sinh như thế này. Thì cái việc mà tổng vệ sinh một lần trước Tết thì cũng như là một cái hoạt động gọi là truyền thống cũng như là thường niên mà khiến cho anh em rất là cảm thấy rất là khí thế cũng như là có cái không khí gì đấy của một cái Tết, đúng không? Thì năm nay để mà gọi là giúp đỡ trong cái quá trình dọn dẹp nhà cửa thì mình cũng cũng tậu một cái em gọi là cái em máy hút bụi cầm tay của nhà Xiaomi. Thì hôm nay thì mình sẽ thử mở hộp nó và gọi là review một chút để mọi người có xem là có giúp một phần nào đấy cho mọi người đưa ra quyết định khi mà tậu một em không nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp em này. Đây, mình vừa mới bốc em gọi là Mi Vacuum Cleaner G10 bản màu trắng. Đây là một cái em máy hút bụi cầm tay chạy pin nhá, không phải cắm điện. Đấy, của nhà Xiaomi. Nói chung là cái đồ Xiaomi thì cũng nhà mình cũng dùng nhiều rồi. Và em này cũng khá là nổi tiếng trong cái giới robot cầm trong giới là máy hút bụi cầm tay, giống như là các cái dòng của hãng nổi tiếng khác như kiểu Dyson các thứ, nhưng mà em này rẻ nhiều. Em này là đâu đó mua Sephora hiện tại là khoảng gần 6 triệu cái bản màu trắng này, nó đang giảm giá nhá. Đây, ví dụ như là cầm thì cái ông hộp phải khá nặng. High speed motor này, high quality TFT display này, tức là nó có cái màn hình hiển thị độ phân giải cao, có một cái chổi dạng chổi lăn để gọi là vừa bớt bụi vừa 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 cuộn cái bụi lại. Đấy. Cái em này đâu đó mình đọc được là cái lực hút nó lên 15.000 đó, cầm cũng khá là nặng đấy. Hộp này trong cái màu sắc nhìn ngoài em này màu trắng là mình đã thích rồi. Ở đây ghi là 65 phút battery life, 15 phút. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp em nói nhá. Đây, trong hộp có một cái thanh là cái thanh hút chính. Bằng nhôm hai đầu bằng nhựa. Đây là cái thân động cơ chính này này. Động cơ chính. Yeah, màu trắng ở trong màu cam trông đẹp đấy chứ. Ở đây thì nó có cái chữ là Cyclonic Separator đó, nút bấm nhẹ à, đây này các bạn nghe tiếng không, mình vừa ấn lên là nó đã chạy luôn này, nó đã đây. Đây là bỏ khay bụi ra này.
bỏ đổ bụi. Ở đây có một cái màn hình TFT bóc vào này. Đó, hiển thị luôn. Đây là chế độ Eco. Đang chế độ Eco. Ok. Đây. Tí nữa mình sẽ trên tay rõ ràng xem là nó hoạt động như thế nào nhé. Ở đây nữa này. Đây là cái pin của nó nhá. Pin này thì có thể tháo rời ra và có thể thay được. A rechargeable lithium battery pack 3000 mAh. Đấy. Made in China. Cái này thì nó sẽ có một cái đốc sạc. Đốc sạc đây là hai cái chân cắm của nó đây. Hai chân cắm và đốc sạc. Ok, tiếp tục. Để cái này sang bên. Ở đây thì có cái gì nhỉ? À, đây là cái chổi đựng, có thể đựng nước để lau nhà luôn này. Các bạn cho nước vào đây. Đấy. Đây là cái tấm rẻ lau nhà. Lát nữa mình sẽ đi sang bên. Đây là cái chổi ngắn. Đây là cái chổi ngắn để gọi là các bạn là đó. Nhưng mà dùng đây là chế độ không dùng chổi. Đây là chế độ dùng chổi. Đây, sẽ lắp vào máy. Để sang bên nhá. Đây chính là gọi là cái chổi chính, cái bộ phận hút chính của cái máy này. Đó. Cuộn. Cuộn. Khi mà lau thì cái chổi này nó sẽ cuộn và đẩy bụi lên, hắt bụi ở các cái chất bẩn ở dưới sàn lên. Đồng thời cái phía này nó hút lên. Đó. Đây nó là không sử dụng để hút vào cái chất lỏng này. Đấy. Cái chổi này thì các bạn có thể tháo ra để vệ sinh được nhé. Trông rất là xịn luôn. Các cái chi tiết nhựa, các chi tiết nhựa hoàn thiện rất tốt. Đó. All floor này dùng cho tất cả các loại mặt sàn luôn, từ thảm đến sàn gỗ đến sàn gạch. Ở đây thì có một đống sách hướng dẫn sử dụng. Ok, các bạn sẽ cần phải đọc như thế này, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rất nhiều phụ kiện luôn. Đây có cái gì nào? Đây là một cái chổi nhỏ hơn. Này là có thể là đi sử dụng để làm gì nhỉ? Mini electric brush. Đó, cái này sẽ sử dụng điện nhá. Đây các bạn có thể thấy chân cắm điện này nó sẽ tiếp xúc với cả cái phần nguồn điện từ cái thanh từ cái ống. Đấy, nối dài từ máy hút bụi xuống để kết nối vào đây thì cái chổi này nó cũng sẽ quay. Đó, các thành phần này nó cũng có các cái phần có thể lẫy để có thể tháo ra để vệ sinh cũng như là để thay thế cái chổi này, giống như cái chổi chính kìa. Đây, cái này đó, nó có thể đi uốn theo các cái bề mặt. Mình dự là cái này được dùng để hút bụi ở giường hoặc là sofa và thảm hoặc là rèm. Còn đây là cái hút, cái này là dùng để hút cho các cái góc tường rồi là góc tủ, những cái điểm mà nó bé, nó nhỏ, tiếp diện nó bé nó nhỏ, các cái chân tường đấy, hoặc bàn phím. Ok, để sang bên. Đây là gì? À, đây là cái sạc. Đây là bộ nguồn.
À, cái này là cái vít nhá, để các bạn gắn lên giá. Các bạn gắn cái giá lên tường để treo cái, có thể gắn lên sau cánh cửa để treo cái máy bụi này lên khi mà không dùng tới. Đây, cái phần sẽ là phần cuối cùng rồi, là cái giá treo tường. Đấy, cái giá treo tường của máy hút bụi. Thì khi mà các bạn, cái này họ thiết kế giống các cái máy khác thôi. Thì là các bạn treo tường thì các bạn sẽ để như này. Đây, này cái lá như này, các bạn hút cái máy vào đây. Đấy, các bạn treo lên tường. Treo lên tường như này. Đây, sạc sẽ cắm vào đây. Đây, sạc sẽ cắm vào đây. Ở đây thì có cái chân tiếp xúc thì mình chưa biết là để làm gì ở đây. Dưới này là để cắm các cái phụ kiện của nó vào dưới này. Đây là các cái lỗ vít cắm lên tường nhé, gắn lên tường mà các bạn treo ở bất kỳ sau cánh cửa chẳng hạn, nó sẽ gọn, nó sẽ không phải để cất trong tủ hay là cái gì cả mà để treo lên tường luôn. Ok, đó là mình đang trên tay một cái máy bụi cầm tay này. Cái cơ bản là khi cầm nó thì cũng sẽ hơi nặng một chút, bởi vì nó có pin mà, hơi nặng một chút so với cả cái máy Rimi là mình đang sử dụng có dây kia. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng. Cái này thì nó sẽ tiện hơn trong các cái việc mà sử dụng khi mà để linh động hơn. Đây, các bạn gắn vào như thế này. Đó. Và cái chổi chính như thế này. Cái chổi chính thì các bạn gắn vào đây. Trông như này nhé, khá là dài để các bạn thể hút. Đấy, các bạn thể nhìn này. Đấy, khi mà mình ấn hút thì nó sẽ quay luôn cái chổi này, quay lên cái chổi này để gọi là cuốn cái bụi lên, cuốn cái bụi lên. Đó. Ngoài ra thì đây là cái cây nối dài nhé, các bạn thể nối các cái đầu khác vào đây. Ví dụ như mình thử đầu hút bé này, các bạn không? Sẽ quay nhá để cuốn bụi lên. Mình hút thảm hoặc là giường các thứ, nhưng mà thường thì những cái nếu mà giảm thảm giường thì mình sẽ không sử dụng cái cây nối dài này. Thôi bỏ qua cây nối dài. Cây nối dài bản chất là nó sẽ làm cái để các bạn đưa đi lại, nếu các bạn hút ở dưới sàn nó sẽ tiện hơn, các bạn không phải khom lưng cúi như này. Đó. Mình đang để chế độ Eco này, các bạn có thể chuyển sang các chế độ khác để tăng cái lực hút còn lên. Standard này, High Power. Đấy, các bạn thấy không? Tiếng rất là to luôn. Eco, Standard. Tiếng này nhỏ vừa thôi, nhưng mà High Power rất là to nha, thấy chưa? Mình thử chế độ Standard thôi. Đó. Đấy, ví dụ như cái thanh này. Nói chung là cơ chế khớp nối của nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Và cái nhựa này nó hoàn thiện. Nó hoàn thiện rất là, nhìn rất là đẹp. Đấy, nhìn rất là đẹp. Trông nó xịn ấy. Trông nó xịn. Cái này nó sử dụng cái nguyên lý hút xoắn và có cái màng lọc bụi PM trong này để làm gọi là giữ lại các cái bụi mịn. Đấy, nguyên tắc của nó là
phải giữ lại được cái bụi mịn để tránh cái việc mà gọi là ô nhiễm ngược. Khi mà bạn hút nó thổi ra đường này, nó lại bay bụi ra thì như thế là không tác dụng gì. Cho nên là cái máy này trang bị cái màng lọc PM, bụi PM để lọc được cả các cái bụi mịn. Đó, các bạn thấy không? Mình lắp vào cảnh cái rất là dễ luôn. Đây là cái chổi, chổi có cả lông, cả bàn chải và cả không bàn chải, các bạn có thể lựa chọn. Đây, bàn chải nha. Nói chung là cầm, nếu mà như mình cầm thì cũng cầm gọi là nhanh. Nếu mà làm một trong khoảng đâu đó 15 phút thì mình nghĩ là không vấn đề gì, nhưng mà nếu mà cầm lâu ấy, cũng là nặng đấy. Nếu mà bạn giơ tay lên như này để hút các cái phần cao ở trên cao như trần hoặc là thảm hoặc là rèm chẳng hạn thì sẽ cũng là khá là nặng. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ được đổi lại là cái tính linh động của nó, tính cơ động của nó. Đó. Ngoài ra thì nó có cái đầu để lau. Thì mình đang chưa biết là nó sẽ lau ở đâu đây, nó sẽ lắp như nào đây. À, nó sẽ lắp với cái phần chổi chính này. Xem ở đây nó sẽ gắn như này các bạn, nó sẽ gắn vào phía sau của cái chổi chính này để các bạn lau hút xong các bạn lau luôn. Bản chất cái này là nó sẽ không phải lau tự động đâu, nó sẽ là chế độ thẩm thấu nước. Chế độ thẩm thấu nước thì bạn có một cái bình nước ở đây nhỏ nhỏ ở đây, thì lúc mà nó nước sẽ chảy từ từ và có cái nấc công tắc này. Công tắc này là cái gọi là cái như kiểu cái van ấy, để nước nó thẩm thấu xuống cái rễ lau này và các bạn hút xong thì nó sẽ lau. Nó chỉ là một cái cơ chế lau thụ động thôi, không phải lau chủ động và tự giặt rẻ như các cái máy xịn hơn. Đó, ok, lắp vào và tháo ra. Nó sử dụng cái nam châm, nó sử dụng cái nam châm để nó hút vào cái đế này. Đấy, lau. Ok, nó cũng là một tính năng. Nhưng mà như mình thì mình nghĩ là cái rẻ này sẽ phải tháo ra hay giặt liên tục. Nếu các bạn lau nhà luôn, kết hợp lau nhà. Đó, đây là cái chổi nhỏ. Cái chổi này cũng có động cơ trong này. Có động cơ thì nghe chừng có thể hỏng. Nhưng mà cũng không biết là độ bền như thế nào. Để mình sẽ, thực ra nhà mình đã có một cái con robot hút bụi rồi, nhưng mà bản chất con robot hút bụi đấy thì lực hút nó sẽ yếu hơn con này rất nhiều. Đấy, con robot hút bụi nó chỉ lực đâu đó, cái con này mình là T5 Hero, nó chỉ tầm 1.500 đến 2.000 thôi. Đấy, 2.000 thôi, nhưng mà con này đến tận 15.000, chứng tỏ rất là khỏe. Và con robot bụi thì mục đích của nó là để gọi là hút bụi hàng ngày. Bụi hàng ngày nó đi theo gọi là tự động, hàng ngày vào thời điểm nhất định nó đi cả nhà nó hút thì nó sẽ làm sạch liên tục. Nhưng mà cái máy hút bụi cầm tay này thì các bạn sẽ chỉ dùng khi nào mà bạn thực sự cần thiết, hoặc là khi mà gọi là một cái vị trí nào nó bẩn, hoặc là bạn hút được trên thảm, trên sofa, hoặc là trên rút rèm, hoặc các vị trí khó. Đấy, cho nên là cái việc sử dụng còn cái máy này nó sẽ không, có thể sẽ không thường xuyên như con robot bụi đâu. Nếu bạn đã có robot bụi rồi thì cái này là như kiểu cái bộ phận, cái phần trang bị thêm, gọi là extra, có cũng được mà không có cũng có thể không sao. Đó, và cái việc đổ bụi thì cũng dễ thôi. Đổ bụi thì các bạn nha, có một cái nấc ở đây bạn bỏ ra đấy, để gọi là đổ bụi đi. Đấy, các bạn đổ bụi đi, đổ xuống thùng rác này ạ.
chung là cái màu trắng này rất là đẹp. Mình rất thích cái màu trắng này. Đây các bạn có thể tháo cái pin, tháo cục pin này ra, nó có cái lẫy, có nút đây, tháo ra, tháo ra có thể cục pin này có thể mua để thế được. Đó, khi mà nó chai, đấy, đấy là một cái lợi thế. Khi mà nhiều con máy đốt bụi nó không có cái có thể thay thế cục pin, thì khi mà pin nó chai thì các bạn sẽ bắt buộc là phải đem ra hàng hoặc là mua những cái phần thay thế, nó không tiện. Đó. Đây. Cạch vào, em xong. Pin này nó có một cái khe tản nhiệt pin đây. 3000 mAh. Và cái máy này thì nó sẽ không có tắt nhá, không tắt, mà các bạn chỉ cần ấn vào nút này là nó hoạt động thôi, không có nút nguồn. Ngoài ra cái ghế nút khóa này này là có tác dụng là khi mà bạn ấn nút khóa này thì bạn khi mà enable thì nó bạn chỉ cần ấn thôi, ấn một lần mà không cần giữ, như thế sẽ đỡ mỏi tay hơn và nó sẽ vẫn hút, liên tục hút. Còn khi các bạn tắt chức năng khóa đi thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải ấn nút thì nó mới hút. Ok, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thử và xem cái hiệu quả của nó như thế nào nhé. Đây, ví dụ mình đang lắp cái đầu hút gọi là hút sofa vào đây. Hút nha. Sofa nhà mình thì vừa mới giặt cho nên là có thể nó không nhiều bụi đâu. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất nhiều bụi. Tưởng là không nhiều bụi nhưng mà hút rất nhiều bụi và toàn bụi mịn luôn. Toàn bụi mịn luôn. Úi giời. Tha hồ bụi mịn. Các bạn nhìn thấy không? Ui, tưởng không bụi mà bụi kinh khủng. À, bây giờ mình hút đầu nữa nhỉ. À, dưới chân mình có cái thảm đây. Thảm này thì mình ra là con robot của mình cũng hút hàng ngày rồi. Mình cũng không biết là nó có bẩn không. Này các bạn nhìn đây này. Tưởng không bụi mà bụi không tưởng luôn. Đấy, lúc đầu sạch bong nhá, mới máy mới nhá, mình hút một chút thôi. Thế mà ra từng này rồi. Không ngờ cái ghế sofa mình bụi vậy. Hút thêm tí xem nào. Công nhận nó giống như mình có cái máy hút hút ở giường vậy. Nó cũng đầy bụi mịn luôn. Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Được cái là nó rất là nhẹ. À không phải rất là nhẹ mà nhẹ tương đối để các bạn có thể cầm. Này cầm. Cầm và di chuyển đi khắp nơi trong nhà được. Rất là tiện. Sao làm bụi thế nhỉ? Ok, mình sẽ chuyển sang hút ở chỗ khác nha. Đây, mình sẽ chuyển sang hút bằng cái đầu hút chính nha. Như thế này. Nó có thể nối dài ra nhưng mà hiện tại là mình quay một mình cho nên là mình sẽ ngắn như này, để ngắn như này thôi. Đấy. Mình ngắn như này thì nó sẽ hơi khó di chuyển. Đây. Đây nha, mình đang có chỉ đây nha. Chung là có cái này thì mình nghĩ là công việc dọn nhà nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đấy, có nhìn này này. Mình hút một tí, mặc dù ngày nào mình cũng hút nhá. Ngày nào con robot mình cũng hút. Nhưng mà hút một tí cũng ra một đống bụi đây này. Nhà mình thì có cả máy lọc không khí, có cả robot hút bụi. Đấy, nhưng mà cái việc hút bụi hàng ngày như này đấy thì mình rất ít khi hút bụi hàng ngày, mà chỉ là phụ thuộc robot thôi. Đấy, nhưng mà khi mà hút ra thì có một đống. Nếu mà mình cầm một tay như này nặng đấy, nặng, công nhận nặng. Ok. Cầm một tay ấy, các bạn chỉ nên lắp những cái đầu nhỏ nhỏ như này thôi nhá. Đó. Còn nếu bạn cầm một tay mà lắp cả cái cuộn chính rồi là cả cái thanh thì không thể, rất là nặng cầm. Đây, ví dụ mình hút thêm cái phần tivi nhà mình nhé. Công nhận lực hút khá là mạnh để mình tăng hút lên. Các bạn có thể nghe thấy rõ tiếng không? Nếu một hút to nhất như vậy. Ok, mình nghĩ là một chút trải nghiệm như vậy đủ rồi. Còn cái việc mà sử dụng pin như thế nào ấy, bao nhiêu lâu ấy, thì mình nghĩ là phải trải qua thời gian sử dụng thì các bạn sẽ biết. Nói chung là theo như nhà sản xuất thì nó có thể dùng được đến 65 phút liên tục để hút. Chắc là 65 phút là chỉ là chế độ gọi là chế độ standard hoặc eco thôi. Chuyên high power thì các bạn sẽ tốn nhiều pin hơn rất nhiều. Nhiều pin hơn rất nhiều. Đó. Ok, nói chung là một cái máy trông rất là thời trang, rất là hiện đại, trông của một nhà Xiaomi, logo Xiaomi đây. Của nhà Xiaomi. Rất tiện ích. Mình nghĩ là nó phù hợp với mọi gia đình trong thời đại mà mọi thứ đều wireless, tức là không dây. Thì cái máy này là một cái phương tiện, là một cái công cụ để dọn dẹp nhà cửa rất hữu ích. Đấy, đặc biệt khi mà trong cái mùa Tết này, bạn có thể cân nhắc để sắm một em nhé. Nó đối với cả một em dụng cụ không dây mà cầm tay, mà mức độ hoàn thiện nó tốt như thế này, thì mình nghĩ là cái giá 5 triệu hơn thì hợp lý. 5 triệu hơn là hợp lý. Đó. Đẹp đúng không? Còn màu cam nữa, trông nó như cái một cái gì súng của tương lai vậy. Mình sẽ trải nghiệm, và nếu mà có vấn đề gì mình nghĩ là mình sẽ làm cái video khác để đánh giá về cái mức độ sử dụng của em này. Ok anh em, như vậy là mình đã cùng mọi người là unbox và trải nghiệm một chút các cái tính năng cũng như là cái hiệu quả của cái máy hút bụi cầm tay Xiaomi Vacuum G10 này rồi. Đó, cho các bạn nhìn đấy, hay không? Trông như súng ấy. Đó. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like và subscribe nhé. Mình sẽ có nhiều cái video khác trên tay các cái thiết bị thông minh của gia đình mình cho các bạn tham khảo. Đó. Vậy thôi. Video của mình đến đây là hết rồi.
Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.